Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập toán lớp 2 cánh diều. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 51. Em học được những gì? Bài số 1, quan sát tia số, viết số thích hợp vào ô trống. Đây là 0, 10, 20, 30, 40. Đây là 10 đúng không? Cái nắp đầu tiên là số 11. Đây là 20, 21, 22. Đây là chúng ta đếm lưu lại đúng không? Còn không chúng ta đếm từ 20 chúng ta đếm lên. 20 này, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Rồi từ đây là 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 40, 41, 42, 43, 44, 45. 50 đây không? 51, 52, 53. 60, 61, 62. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. 80, 81, 82, 83. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Chúng ta qua bài 2, đặc tính được tính. 29 ta cộng với lại là 47. Chín cộng bảy là bằng 16, với 6 ta nhớ 1. 2 cộng 4 bằng 6, 1 nhớ bằng 7. 8 ta trừ cho 9, không được ta lấy 18, 18 ta trừ cho 9, 9 ta trả 1. 3 cộng 1 bằng 4, 8 trừ 4 là bằng là 4. 54 ta cộng với lại là 8. 4 cộng 8 bằng 12, với 2 ta nhớ 1. 5 cộng 1 là bằng là 6. 3 trừ 6 được ta lấy 13. 13 mà ta trừ cho 6 là bằng là 7. 7 trả 1. 7 trừ 1 là bằng là 6. Chúng ta qua bài số 3, tính nhẩm. 96 ta cộng với 4. 6 cộng 4 là bằng 10. Như vậy là 96 ta cộng 4 là bằng 100. 100 ta trừ cho 7 là bằng là 90, 13. 46 mà ta cộng với lại 20, như vậy là bằng là 66. 66 ta cộng 8, 70, 74. 83 mà ta trừ cho 4 là bằng là 9, 79. 79 ta cộng 10 là 80, 19. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 4. Tô màu vào các hình tứ giác. Hình tứ giác là một hình có bốn cạnh. Có hình nào mà bốn cạnh chúng ta tô. Đây là ba cạnh. 1 2 3 4. Nhớ hình này. Hình này. Không phải. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài B. Dùng thước thẳng kiểm tra xem 3 điểm nào thẳng hàng. Không phải. Đây có này. Rồi. Không có. Rồi, như vậy chúng ta sẽ có là A, C, D. 3 điểm. Thẳng hàng là
A, C, phải D. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 5. Thùng hàng thứ nhất cân nặng là 57 kg, thùng hàng thứ hai cân nặng hơn thùng hàng thứ nhất là 15 kg. Hỏi thùng hàng thứ hai là cân nặng là bao nhiêu kg? Như vậy là thùng hàng thứ nhất là cân nặng là đây là 57 kg. Thùng hàng thứ hai thì hơn thùng thứ nhất là 15 kg. Người ta lấy 57 là cộng cho 15. Số kg thùng hàng thứ hai nặng là số kg thùng hàng thứ hai nặng là, ta lấy 57 ta cộng cho 15, 72 kg. Đáp số 72 kg. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 6. Quan sát hình vẽ trả lời câu hỏi. Cái đây là cái cân cân đĩa, cái cân đĩa thì hồi xưa người ta họ dùng chứ giờ người ta không dùng nữa. Cái cân này nó phức tạp là do người ta phải chế những cái cục này ra này, này. Nó rườm rà. Giờ người ta họ dùng cái cân đồng hồ hoặc là cân điện tử nó dễ hơn. Cái nguyên tắc của cái cân này á thì nó giống như cái đồ chơi bập bênh vậy. Bênh này nó hai bên nữa cân bằng nhau thì kim ở giữa. Đó. Đây thầy có cái đồ cái cân đồ chơi đây. Bên này nó nặng hơn thì nó nghiêng về bên này. Bên này nó nhẹ thì nó chỏng là như thế này. Bên này nó nặng hơn thì nó nghiêng như thế này. Cứ nặng hơn thì nghiêng như thế này. Đó. Khi bên hai bên này cân bằng nhau có nghĩa là bên này là bao nhiêu kg thì bên này cũng bấy nhiêu kg. Ví dụ như bên này là 5 kg, bên này cũng 5 kg thì nó ở giữa như thế này. Cái kim nó ở giữa hai chỗ có vạch đỏ đỏ. Anh thấy cái vạch đỏ đỏ không? Đó. Là cái nguyên tắc của nó như vậy. Bây giờ người ta hỏi là cái quả dưa hấu này là cân nặng là bao nhiêu kg? Giờ bay này là 5 ta cộng 3 là bằng 8, về quả dưa hấu này là 8 kg. Vậy là quả dưa hấu cân nặng là 8 kg. Quả dưa hấu cân nặng 8 kg. Ở đâu ra? 5 này ta cộng 3 này, đó. 5 ta cộng 3. 5 ta cộng 3 là bằng là 8 kg. Rồi bên này. Bên này là cái người ta hỏi là cái quả bí ngô này là cân nặng là bao nhiêu kg? Cái bản thân ở quả dưa hấu này bên này mới vừa tính xong nó là 8 nè. 8 kg. Rồi bên này thì đây là có 3 quả 5 cộng 5 cộng 5. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 5 này. Ta cộng với lại 5 này. Ta cộng với lại 5 này. Rồi ta trừ cho 8. Trừ cho 8 là nó sẽ ra cái quả này. Như là 5 cộng 5 10, 10 cộng 5 15. 15 ra trừ 8 là bằng là 7. Được. Như là 8 bữa này là 7. Bên này tổng cộng là 15 kg này. Được. 5 5 5 là 15. Bên này 8 cộng 7 là cũng bằng 15. Được. Như là quả quả bí ngô này là cân nặng là 7 kg. Được hình dung không? Quả bí ngô cân nặng 7 kg. Rồi chúng ta qua tiếp theo bài số 7. Theo em, để đổ đầy nước vào thùng gỗ cần múc bao nhiêu xô nước như hình dưới đây? Như vậy cái thùng này chúng ta sẽ cần là 50 lít mới đầy, được. 50 lít mới đầy. Thì bây giờ còn cái xô này á thì mỗi cái xô này đó là 12 lít. Rồi, bây giờ chúng ta giả sử như 12 này. 12 ta cộng cho 12
ta cộng cho 12, ta cộng cho 12 4 lần nữa, 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần. Vậy là bằng là 40, 48 lít. À, vậy là 48, đây là 50 lít, như vậy là không đủ, được không? Như vậy chúng ta sẽ đây là mấy lần đây? 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần, như vậy đây là 4 lần, được. Cái này là chúng ta sẽ có là cái này là 4 lần. À, 4 lần tương ứng với lại là 4 xô. À, 4 xô. Vậy giờ 4 xô mà 48 lít à. Như vậy thì đây là 50 lít, như vậy chúng ta sẽ cần là 5 xô. À, 5 xô nhưng mà vẫn đang dư. Có nghĩa ta lấy 12, ta cộng cho 12, ta cộng cho 12, ta cộng cho 12, ta cộng cho 12 bằng bao nhiêu đây? 1 2 3 4 5. Vậy là bằng là 60. 60 lít, như là dư hơn 10 lít. Như vậy cái này chúng ta sẽ cần là 5 lần. 5 lần thì tương ứng với là 5 xô. À, như vậy chỗ này chúng ta thấy là theo em cần múc 5 xô nước để đài thông gỗ. 4 xô thì không có đủ, được, 4 xô là không đủ, 5 xô. 4 xô, 4 xô có một ít nữa chứ không phải là không phải là 5 xô nữa. Nói chung là 4 xô là đầy đủ nè. Còn một xô nữa, một xô nữa thì chúng ta sẽ cần 2 lít thôi, tại vì đây là đã 48 lít rồi. Như vậy chúng ta sẽ cần thêm là 2 lít nữa thôi. 2 lít nữa thì chúng ta sẽ cũng là múc, cũng là đi múc một xô nữa. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều các đề xuất, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc bài học tốt.